Dạ vâng, em Hải. Xin chào bác ạ. Nay buổi sáng sớm đầu tuần thì cũng chào đón một lô hàng mới vào ở tại cơ sở Sài Gòn Hiếu Minh Auto. Và em cấp thêm gần 100 kiện sản phẩm, toàn là những sản phẩm loa, súp, công suất lớn và loại to rồi các bạn. Hôm nay là vào những dòng loa này, thì em sẽ vào dòng loa Sika, loại 3 đường tiếng. Dòng loa Sika 3 đường tiếng này. Loa Sika Bass 30 3 đường tiếng. Dòng này thì là em bán hiện tại là hơn 8 triệu một đôi. 8 triệu đôi này. Thời gian vừa qua vừa về Hà Nội xong, hôm nay mới cập đến hàng ở tại Sài Gòn. Model loa Sika là LK1203 này. Đấy, con này thì công suất là 600W. 600W này là 600W trung bình thôi. Trung bình. Tức là các bác đánh với những con đẩy khoảng tầm 600W trở lên là đánh căng đét rồi, ok luôn. Và loa Phyto Pro. Đây con này. Và em cũng cấp thêm những dòng đẩy công suất 4 kênh như là thương hiệu DB Acoustic, model là DBH4120. Con này thì công suất cho ra là 1200W một kênh, chạy mạch cờ hát và 4 kênh ạ. Đấy con này, hàng nguyên thùng tất cả nhé. Đấy, mi lông bọc ở ngoài này, nguyên luôn. Hãng gửi sang như nào cũng để nguyên như vậy. Các bác mua hàng bên em thì trước khi gửi đi hoặc là ở cửa hàng em sẽ tạch ra và test hàng, test kiểm tra. Con này 1200W một kênh thì các bác đánh là được cả loa full đôi nhé. Loa full đôi, coi 76. Hoặc là anh em đi sâu mà đánh với khoảng tầm 5-7 bài, hai đôi loa full bass 30 và một cặp súp đơn bass 50 cân cho một chiếc đẩy này, thoải mái quá. Và hôm nay thì cũng vào tiếp dòng loa. Dòng loa này thì có bác khách đặt một bộ dàn sân vườn là hơn 80 triệu JBL KP4012 phiên bản G2 bác này. Còn nguyên đai nguyên kiện nguyên tem nhé. Nguyên cái tem mác của JBL này. Đấy, cái này các bác có thể check quét mã QR ở trên WeChat này các bác này. Đấy. Bản G2 này thì logo phát sáng các bạn. Logo phát sáng. Hiện tại đang có giá là 19 triệu đồng một đôi, rẻ hơn một nửa so với hàng mới đập hộp. Mà hàng rất là đẹp luôn, hàng tuyển chọn luôn. Hôm nay vào vài đôi để ghép cái bộ sân vườn hơn 80 triệu gửi cho bác ở Đồng Tháp. Và đặc biệt nhất thì hôm nay chuyển vào rất nhiều dòng súp bãi. Dòng súp bãi các bạn, súp bãi bát 40, bát 50 cực kỳ khủng, công suất lớn. Đấy con này, em vào súp DAE bát 40 này, 115S. Con này thì coi từ rất là to, từ 22 coi 100, đánh cực kỳ khủng, bát 40 nhưng mà công suất phải tầm 800W trở lên để đánh được chiếc súp này các bạn. Ngoài này thì em đang để này. Còn hàng to thôi, nên em để ngoài này để em rạch luôn. Trời nắng quá các bạn. Đây, hôm nay vào rất nhiều, các bạn cùng xem. Súp Phyto Bass 50. Phyto Bass 50, bass là bass Nelby. Và súp DAE Bass 50. Súp DAE Bass 50 118. Đây. DAE Bass 50 này 118. Con này công suất rất lớn luôn, công suất là 1000W này, 1000W một quả này. Đây là công suất đầu vào thôi. Đây các bác đánh tối thiểu phải tầm 1000W, đánh không gian rộng phải tầm 1200W đến 1500W để chờ tải con súp này thôi nhé. Thoát tiếng, đánh căng đét luôn. Đấy, súp Phyto. Ví dụ các bác mà đi sâu khoảng tầm là 10 đến 15 bàn thì các bác ghép một cặp súp đơn Phyto hoặc là một cặp súp đơn DAE Bass 50 là bác có thể đảm bảo bác đủ tiếng bát để bác cân được với không gian ngoài trời khoảng từ 10 đến 15 bàn các bác nhé. Hôm nay cũng vào thêm súp DAE 40 này, súp Phyto 40 này. Phyto 40 thì hiện tại em đang bán giá là 6.700.000 tại Sài Gòn. DAE 40 thì em bán là 4.700.000 tại Sài Gòn. Còn DAE Bass 50 thì em bán là 6.300.000 một quả ở tại Sài Gòn.
và Vital Watt 50 thì em bán 8.800.000 một quả ở Sài Gòn các bạn. Thì giá sẽ cộng thêm một chút, 1-200.000 tiền cước chuyển vào trong miền Nam. Hôm nay rất nhiều súp hay và chất lượng các bạn. Thì em cũng đang có nợ đơn là ba bộ combo, thì một bộ là dùng gia đình nhưng mà dùng ngoài trời sân vườn, và hai bộ là anh em đi sâu để kinh doanh sâu, chuyên là sâu những đám thôi nôi, những đám tiệc khoảng tầm là 10-15 bàn trở lại, và em cũng ghép là toàn là súp DAE 50 và súp Vital 50 các bạn. Thì có gì là em sẽ lên những video lắp đặt và setup những cái cấu hình đó, thì các bác cùng theo dõi ở trên kênh của Hiếu Minh Audio các bác nhé. Ok, hôm nay lên một clip ngắn để chia sẻ tới các bác các sản phẩm hôm nay mới cập bến ở tại cơ sở Sài Gòn Hiếu Minh Âu. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Âu. Xin chào và hẹn gặp lại.